Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới an vui, hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý bà con, cô bác trong và ngoài nước chia sẻ cái chủ đề liên quan tới chị Đại và chị Thủy hôm nay. Thì trong câu chuyện này, hôm nay Phương Văn sẽ phân tích về vấn đề chị Đại và chị Thủy, vì sao họ lại gặp nhau và họ có những cái mưu toan tính như thế nào. Và câu chuyện đã xảy ra cũng đã khá lâu, nhưng tới ngày hôm nay thì chị Đại đã lên tiếng minh oan cho mình. Như vậy thì ở chị Thủy, ai minh oan cho chị Thủy? Và trong câu chuyện này họ đã chúc đổ về cho chị Thủy. Chị là một trong những người mà trước đây được chị Hằng giúp đỡ cưu mang. Và đồng thời họ đã tìm những cái nhân vật mà chị Hằng đã từng giúp đỡ, giống như em Cường, anh Lộc và chị Thủy, Alex, các anh vô gia cư, những ai mà họ có thể tìm được, họ muốn giành giật lại những cái nhân vật cho họ và đồng thời họ muốn kéo những người đó để theo, nghe theo lời và họ đạo diễn để họ muốn lật đổ chị Hằng Kali. Thật sự trong câu chuyện này, chị Đại lên tiếng cộng đồng, nói tất cả quý vị khán giả trên toàn thế giới lấy lại công bằng cho chị Đại. Thì hai cái video vừa rồi Phương Văn cùng với tất cả quý bà con đã phân tích, đa số quý vị khán giả cũng không đồng tình ủng hộ chị Đại cái việc minh oan cũng như là lấy lại công bằng cho chị Đại. Thì thực sự cái câu chuyện mà lấy lại công bằng là hơi bị khó, và dù cho chị Đại nói như thế nào đi nữa thì cái niềm tin và cái tình thương yêu của khán giả dành cho chị Đại đã vơi đi không còn như những ngày đầu nữa. Tại vì trước đây lên khung hình với chị Hằng Kali đó quý vị khán giả, thì chị em thân thiết cũng nhờ chị Hằng Kali kéo lên kênh giới thiệu sản phẩm, rồi qua lại giúp đỡ nhau những cái hàng hóa kẹt ở sân bay, gia đình chị Hằng cũng ra làm thủ tục hỗ trợ giúp đỡ. Và những cái điều đó thì chị Hằng có bao giờ kể trên sóng đâu. Chị Hằng có bao giờ kể về giúp đỡ một người bạn ở Việt Nam mới qua và một người bạn từng gửi hàng hóa đâu. Mà trên cái kênh của chị Le Le, trong cái video chị Đại đã lên tiếng đó, thì nào là kể cho cá khô. Còn minh oan, ở đây Phương Văn thấy một cái điều là bất hợp lý, mà chị Đại cho rằng là chị Đại đúng. Nhưng mà khi mà mình là khán giả cũng như là Phương Văn là người ngoài thôi, khi mà nhìn vào câu chuyện thì mình biết đâu là sự thật, đâu là chia sẻ không đúng về cái tâm của mình. Tại vì chị Đại nói là lên video đâu có kêu tên chị Hằng đâu, đâu có kêu tên. Nhưng mà khi không kêu tên chị Hằng thì ai cũng biết chị ấy nói về, ám chỉ về chị Hằng. Ví dụ như nói là cho cá khô cho chị Hằng nè. Như vậy thì trong tất cả những người đó đâu có ai mà cho cá khô đâu, chỉ có cho chị Hằng cá khô thôi. Mà lúc đó là cho cá khô chị Hằng là chị Hằng không có lấy rồi đó, chị Hằng nói thôi đừng có mang qua, nhưng mà chị Đại vẫn ép, chị Đại muốn là chị Hằng là cho. Thì giống như là cái món quà ở miền quê mà nếu mà còn thân nhau thì cho nhau, mình ăn cái món quà của quê hương này kia nọ thì cũng đều là tấm lòng. Nhưng mà ở đây là không phải, khi mà cho người ta được rồi thì lại là bây giờ lên cộng đồng nhắc lại cái chuyện cho cá khô. Ủa sao chị không nhắc lại những cái việc mà chị Hằng Kali giúp mình, giúp đỡ mình trong suốt cái thời gian qua, hàng quá, giới thiệu lên kênh để bán sản phẩm, kêu gọi khán giả mua sản phẩm của mình. Đó là một cái hình thức mà chị Hằng đã giúp cho mình bao nhiêu việc trong có lợi trong kinh doanh. Và khi mà những cái gì mà đạt được rồi đó quý vị, cũng như là mối quan hệ thân thiết các bạn bên Mỹ. Như vậy bạn của chị Hằng, một số nhân vật chị Hằng đi quay ở suối, một số nhân vật chị Hằng quen biết, thì khi mà chị Đại đã qua thì hầu như là có liên kết với nhau hết, từ số điện thoại giống như anh Lộc nè, chị Thắm nè là vợ anh Lộc nè, rồi những người chị Le Le nè, chị đạo diễn nè đó, thì trước đây những người đó đã có mối quan hệ với quen biết với chị Hằng Kali cả. Tới ngày hôm nay thì chị Đại sang Mỹ thì chị Đại cũng biết hết và có số điện thoại hết trong những người đó. Thì có phải là lợi cho mình
lợi dụng chị Hằng để các mối quan hệ để mình làm quen, và cuối cùng mình cùng với đạo diễn bày mưu lập kế cho ra một cái câu chuyện để nhằm lật đổ chị Hằng Kali. Kính thưa quý vị khán giả, có một chi tiết mà chúng ta cần bàn tới. Chị Đại chia sẻ rằng là chị Thủy là gọi điện thoại cho chị Đại và nói là hâm mộ chị Đại quá, cho nên biết chị Đại sang Mỹ, cho nên là thiết tha để gặp chị Đại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như mà không có chị Hằng thì chị Đại làm sao quen biết được chị Thủy? Và không có chị Hằng thì trong mối quan hệ bạn bè bên Mỹ thì làm sao chị Đại biết được? Nếu như chị Hằng mà bị phản thì những người đó người ta cũng nhìn ra, mặc dù là người ta đang phe cánh để người ta kéo vào nhóm group thôi, để chống lại chị Hằng thôi, nhưng bản thân những người kia người ta cũng nhận ra rằng là chị Đại là người như thế nào rồi. Người ta cũng e dè chứ không phải làm thân như chị Đại đã nghĩ đâu. Tại vì khi mà mình đã phản chị Hằng thì mấy người kia là trước sau gì chị cũng phản. Thực sự mà nói, khi tới ngày hôm nay thì chị Đại đã lên cộng đồng mạng, đã nói rõ hết về việc đạo diễn đứng đằng sau, quay phim, chụp hình, đạo diễn video này kia nọ. Thì tới ngày hôm nay là chị Đại nói là chị, những cái nhóm các chị đó đưa vào chồng. Tại vì khi mà chị Thủy nói là hâm mộ chị Đại, gọi qua bên đó, chị Đại không có xe cộ cũng như là không có phương tiện đi lại, thì nhờ một anh khác chở tới. Thì khi mà chở tới đó thì họ đã gặp là một số người đông đúc, hầu như là ở đó đã sắp đặt sẵn. Đó là theo lời của chị Đại nói. Mà thật sự chị là nói cộng đồng là cộng đồng không thể nào mà chấp nhận được. Không thể nào trong những người mà bộ sậu của chị, mà chị Thủy một mình cá nhân mà gọi chị đến, mà không biết ở đó có chị đạo diễn là chị Le Le là, và một số nhân vật khác nữa, làm gì không nói mà chị nói là chỉ có tính đâu có một chị Thủy thôi, gọi tới đó người hâm mộ. Mà ở đây không biết chị là chị Thủy hâm mộ chị về vấn đề gì không biết không biết hâm mộ về cái vấn đề gì. Chị có từng giúp đỡ chị Thủy đâu, chẳng lẽ chị là một danh nhân thành đạt giàu có nổi tiếng Đức Mỹ hay gì là chị Thủy hâm mộ? Và chị Thủy là một trong những nhân vật mà được chị Hằng giúp đỡ trước đây, thì chị có từng giúp đỡ chị Thủy hay không, cũng như là các anh em ở vô gia cư? Nếu như chị đi với chị Hằng thì cũng có một hai lần vài lần gì đó thôi, chứ đâu có thân thiết gì đâu mà nói là người hâm mộ. Mà chị có làm gì đâu mà hâm mộ. Thật sự cái lời nói của chị nói là một mình chị Thủy hâm mộ chị cho nên gọi chị qua. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, khi mà tới đó thì rất là đông người, như chị Đại đã chia sẻ. Đó, người chị đạo diễn cầm máy quay cho chị lên chia sẻ cái câu chuyện của mình, rồi khai ra nói tùm lum tà la, nói về cho các khu này kia nọ. Chị đâu cần kêu tên chị Hằng đâu, mà người ta cũng biết chị nói về chị Hằng. Đó, bây giờ chị mới khai là chị và chị Hằng không còn đi chung một con đường nữa. Đó, chứ trước đây khán giả cộng đồng mạng mọi người người ta biết trước chị rồi, chứ bước từ lâu rồi đâu cần chị khai đâu. Đó, thật sự mà cái sự phản bạn thì ai cũng biết rồi. Chị dù có kêu cộng đồng cả thế giới này minh oan cho chị làm cái gì mà minh oan? Đâu có oan ức gì đâu mà minh oan. Thì tới ngày hôm nay lên cộng đồng mạng để vớt phiếu lại vậy thôi, chứ ai mà có cái niềm tin hay muốn lấy lại 100% cho chị, chắc có điều đó không có đâu. Khó, khán giả đa số là không có chấp nhận, và người ta cũng nhận ra, tại vì chị đã biết rồi. Chị cũng không phải dạng vừa đâu, khi mà cái sự việc này xảy ra rồi. Trước đây một vài ngày khi mà rần rần trên cộng đồng mạng thì Phương Văn cũng như tất cả các anh khác lên tiếng nói cộng đồng để hỗ trợ giúp đỡ cho chị Hằng, biết là chị Hằng đang bị những con người bên kia là bủa vây, là làm dậy sóng cộng đồng để nhằm lật đổ chị Hằng, để cho chị Hằng hạ uy tín cũng như là không còn cái con đường mà đi xuống suối để làm ăn cũng như là quay. Tại vì tính nói xấu chị Hằng trên cộng đồng mạng như vậy, để cho khán giả cộng đồng mạng là tẩy chay chị Hằng, không còn thương yêu cũng như là ghét bỏ chị Hằng, để cho họ lên ngôi. Nhưng mà không ngờ cái sự việc đó nó không có thành công, đạo diễn bài mưu lập kế không thành công, cho nên những người mà đã lên video rồi là trốn biệt luôn. Không ngờ cái sự phản ứng của cộng đồng trên toàn thế giới quá mạnh liệt, cho nên họ mới thực sự im lặng rút lui như vậy. Chứ họ không phải là vừa, khi mà mới lên
thì Phương Văn cũng như là một số anh em YouTube khác cũng bị chị đại, chị đạo diễn nhắn tin đòi gặp gỡ vân vân ABC. Thì sau đó thấy cộng đồng mạng ủng hộ về phía chị Hằng cũng như là ủng hộ các kênh em để góp lên tiếng nói cộng đồng, cũng như là có cái nơi để quý bà con cô bác khán giả vào bình luận chia sẻ, thì họ lại im lặng chứ họ không phải là dạng vừa. Và cái việc mà chị Thủy đến nơi á, thì quý vị khán giả thấy nếu như chị Thủy mà hâm mộ chị Đại thì không có cái việc mà chị Thủy ôm mặt chạy ra ngoài để khóc đó. Đi đến đó có những lời lẽ xúi dục chị Thủy, những cái điều không hay về chị Hằng, và đồng thời là nói chị Hằng về những cái điều gì đó xúc phạm chị Thủy, mà chị Thủy chỉ nghe chị đau lòng quá, chị chịu không nổi và chị không có một cái tiếng nói để phản ứng lại cho tất cả những người này, tại vì chị không có làm được. Bên đây số đông quá cho nên cái sự ức chế trong lòng, cái sự buồn bã và không nói nên lời, cho nên chị Thủy phải đành ôm mặt chạy ra ngoài khóc. Như vậy thì các người quá ác đi. Trong khi đó cái tâm trí của chị Thủy á, là họ đang dần dần nó còn cái gì đó gợi trong đầu của chị không có nói lên được, chị ức chế. Cho nên là tại sao mà đi nói những cái lời không hay, mà chị Hằng đối xử với chị Thủy là không tốt này kia nọ. Cho nên chính vì vậy chị Thủy chị căng thần kinh, thật sự căng thẳng thần kinh vô cùng. Và đồng thời chị không có thể nào mà chịu đựng được cái sức ép của trong cái nhóm tứ đại mỹ nhoi đó. Thành ra chị Thủy chỉ ức chế là chị phải chị chạy ra ngoài mà ôm mặt mà khóc và không nói được cái gì luôn, quý vị khán giả. Như vậy thì rõ ràng bây giờ hiện tại đổ lỗi cho chị Thủy là chị Thủy hâm mộ đi đến đó để hẹn gặp gỡ gặp chị Đại, mà chị Đại cứ nghĩ là có một mình chị Thủy với chị Đại thôi, chứ không ngờ đi đến đó là có chị đạo diễn rồi chị Le Le rồi các người khác nữa. Mà chị Đại nói vậy quý khán giả có tin không? Làm sao tin được? Trời ơi, chị khi mà chị chia sẻ lên cộng đồng như vậy không ai tin được một lời nói nào chị trình bày, và chị kêu là cộng đồng mạng lấy lại công bằng cho chị. Chị đi đến đó mà chị không có liên lạc trong nhóm, cũng hẹn nhau ngày hôm nay đi tới đó, tới quán bún riêu đó hoặc quán cà phê đó đó, thì trong cái nhóm tứ đại mỹ nhoi của chị ở trong đó đã sắp đặt hết rồi, đi đến đó ăn uống chơi bời vui vẻ, quay phim chụp hình bàn kế hoạch đủ thứ. Ở đây là các chị bàn kế hoạch không à, còn đưa chị Thủy vô một cái nhân vật, mà cái nhân vật này đó là từng được chị Hằng đã giúp đỡ và từng được chị Hằng quan tâm. Mà tại sao bây giờ là họ đưa chị Thủy vào chồng, chứ không phải đưa chị Đại vào chồng đâu. Đó, đưa chị Đại vào chồng là hơi bị khó, chị nói không ai tin đâu, chỉ có các chị mới đưa chị Thủy vào chồng đó. Khi mà đã bàn nhau hết tất cả mọi việc rồi mới là gọi chị Thủy ở ngày hôm đó tới gặp gỡ gì đó, gặp người này gặp kia cho vui này kia nọ đó, chị Thủy chị mới đến, chứ không bao giờ chị Thủy tự mà đi hẹn hò các chị mà đi đến quán cà phê đó đâu, và hẹn hò chị đi đến mà tập hợp đông đúc và như vậy đâu, không có đâu ha. Đó, chị Thủy làm gì mà chị Thủy hẹn các người được đó. Một khi mà chị Thủy mà có việc á, việc cần đó, gọi chừng 80 cuộc còn không có ai nghe máy đó, chứ đừng có nói mà chị Thủy một mình chị Thủy mà hẹn được chị đạo diễn, hẹn được chị Đại và hẹn được chị Le Le, thực sự hơi bị khó. Những người đó bình thường hẹn có được đâu đó, thì cái gì đi cũng là nhờ chị Hằng. Chị Thủy đã nhờ chị Hằng, bây giờ chị Thủy là khỏe mạnh rồi, dần dần khỏe mạnh lại như vậy thì bây giờ những người này có những cái lời lẽ kích động chị Thủy, nói xấu chị Hằng, và những cái lời mà chị Hằng nói ra đó là không tốt về chị Thủy đó, phải đặt cho con chốt không, nói chị Hằng là nói không tốt về chị Thủy. Cho nên cái sự mà chị Thủy chỉ căng thẳng thần kinh không biết nói làm như thế nào, tại vì trước đây chị Thủy cũng được chị Hằng giúp đỡ, mà sau giờ này giống như là cái người ân nhân của mình mà giúp mình rồi, bây giờ sao mà nói xấu lại mình hả? Chị Thủy chỉ đâu có tin tưởng, cho nên cái sự mà sắp đặt của các người này nói quá, chửi chị Thủy nặng nề, và đồng thời có những cái lời mà nói chị Hằng là nói chị Thủy như vậy đó, ABC để như vậy đó,
làm cho chị Thủy phải đau đầu và không có chịu đựng được cái cú sốc á, ôm mặt chạy ra ngoài đường để khóc. Quý vị khán giả thấy mọi người này ác vô cùng. Và bây giờ từ từ rồi chị Thủy bình tâm lại rồi, chị Thủy sẽ lên tiếng cho quý vị xem. Nếu như được cái điều đó thì những người này thật sự trên cả cộng đồng thế giới này không còn mặt mũi nào để nhìn bà con khán giả hết. Và có một số khán giả vô kênh Phương Văn bình luận là nói Phương Văn suốt ngày lên nói chị Hằng Kali dẹp đi, nói tào lao, tìm đề tài khác nói đi. Dạ, em xin thưa với quý vị khán giả, nếu như anh hả chị, cô bác một lần vào xem, em cũng cảm ơn rất là nhiều. Tại vì hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả của kênh Phương Văn và khán giả đã từng thương yêu chị Hằng đã và đang ủng hộ chị Hằng, cũng như là góp lên tiếng nói cũng như lời bình luận trong kênh Phương Văn, để cho giống như ở nơi đây là một cái nơi để cho quý vị khán giả vào để bình luận một cái vấn đề hiện nay. Mà khi nào các anh các chị không còn bài mưu lập kế nữa để cho chị Hằng bình yên thì em sẽ không còn nói nữa. Còn nếu mà các anh các chị vẫn còn tiếp tục chia sẻ câu chuyện và vẫn còn liên quan tới chị Hằng như thế này, luôn lúc nào cũng là môi những cái xấu, những cái ác để đem ra nhằm phơi bày và muốn dìm chị Hằng Kali, thì em là một cái người mà bình luận của YouTube, bình luận của cộng đồng, em thấy những cái việc bất bình thì em vẫn tiếp tục chia sẻ để lấy lại công bằng cho những người gặp nạn giống như chị Hằng Kali hiện tại. Còn các anh chị kêu em dẹp đi, đừng nói nữa thì tùy anh chị thôi, còn cái quyền bình luận của em là em có làm hay không là quyết định của em. Và nơi đây em sẵn sàng phục vụ tất cả quý vị khán giả bình luận với em về một vấn đề nào đó. Nếu em sai thì quý vị khán giả góp ý, em ghi nhận và em sẽ thay đổi. Còn nếu như em mà nói đúng thì mong quý vị khán giả ủng hộ giúp em. Còn các anh chị nói vào để dẹp kênh, ủng hộ, không ủng hộ, quỷ kênh em, thì cái điều đó tùy khán giả thôi. Tại vì em cũng mong tất cả khán giả đều ủng hộ em. Mà nếu không ủng hộ thì rời đi thì em cũng phải đành chịu. Vì em không thể nào mà níu kéo các anh chị được. Ở chỗ chị Thủy là chị Hằng đã từng thương yêu, từng giúp đỡ cho chị Thủy, cũng như các anh em vô gia cư khác và trong những cái trường hợp khác. Vậy mà cuối cùng là những người này muốn lôi kéo chị Thủy nè. Bây giờ lôi kéo Cường được rồi đó, lôi kéo em Cường được rồi ha, bắt đầu muốn lôi kéo anh Lộc, vợ chồng anh Lộc nữa, nhưng mà cuối cùng lôi kéo không được và lôi kéo chị Thủy vào trong cái nhóm. Bởi vì chị Thủy khóc, ôm mặt khóc, nói nặng, nói những cái lời mà chị Hằng nói xấu về chị Thủy. Như vậy thì những cái lời đó có phải là sự thật hay không? Mà chị Thủy chỉ đâu có tin những người này, bởi vì bao nhiêu thứ nhồi nhét vào đầu chị Thủy, cho nên chị Thủy không chịu nổi, phải ôm mặt chạy ra ngoài khóc. Chứ chị Thủy nào mà dám mà gọi hết tập hợp lại trong tứ đại mỹ nhôi vào được đó. Làm sao gọi được chị đạo diễn, chị Đại và chị Le Le đó, mấy nhân vật này cộm cán, làm sao mà chị Thủy có cái cửa nào mà gọi được đó. Bài mưu lập kế quý vị khán giả ơi, để đưa chị Thủy vào trồng đó, dụ từ từ giống như Cường đó, đưa lên sao mà đào tạo bài bản, làm sao mà lật mặt mà là trở như bánh tráng, rồi là phản lại ân nhân của mình. Thì tới ngày hôm nay thì cuộc chiến đã tàn, những người đó có giúp đỡ được chị có giúp đỡ được Cường không, em Cường không? Rồi bây giờ như chị Thủy đó, giả sử như đưa chị Thủy vào trồng, rồi cuối cùng mà nếu như chị Thủy lên mà phản chị Hằng như vậy nữa thì có ai giúp đỡ chị Thủy hay không đó. Thế bây giờ quý vị khán giả cũng thấy trắng đen đã rõ rồi. Tới ngày hôm nay chị Đại lên minh quang minh bạch gì đâu, ai mà tin tưởng. Thật sự kêu cả thế giới, cả cộng đồng thế giới này minh oan cho em, lấy lại công bằng cho em đó. Chị nghĩ đi, lấy lại công bằng cho chị, ai lấy lại công bằng cho chị Hằng đó, bao nhiêu người ra rã. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại bây giờ cũng còn một số người mới lên nha quý vị khán giả.
họ bôi móc ra cái chuyện của chị Hằng với anh Nhật. Nói chung là những cái câu chuyện họ đưa ra thì là nó không có một cái chứng cứ nào và không có những cái bằng chứng nào cụ thể mà họ vẫn lên nói xấu chị Hằng và tiếp tục họ đưa quân thêm với chị khán giả. Bao nhiêu người trước đây thì bây giờ ra rã mỗi ngày, chị già Kali nè, đó, chị già Kali mà Phương Văn lần sau sẽ lên cái video nói về chị già Kali, Phương Văn sẽ phân tích. Và vì sao chị già Kali cứ tiếp tục đeo bám mà không hề sợ pháp luật cũng như là không hề sợ YouTube nó đánh cho sập kênh. Và những cái lời bình luận của chị già Kali đó tới ngày hôm nay vẫn còn kêu chị Hằng là ca ve. Thật sự Phương Văn nói bao nhiêu cái video rồi mà chị không có tìm vô đúng những cái video mà Phương Văn nói. Khi mà chị tìm những cái video mà để hình của chị lên đó, là chị nói Phương Văn là không có đồng ý. Và đồng thời đưa Phương Văn hai kênh lên cái kênh của chị, nói là tất cả khán giả hãy xem lại cái hai cái kênh này. Và kêu cộng đồng khán giả của các YouTuber bên cái fan hâm mộ của chị á, nhằm lật đổ Phương Văn. Đại khái là vậy. Thì sau một đêm, sau khi video của chị lên và đưa Phương Văn lên tắt cộng đồng của chị luôn và lên cái video luôn, thì sau đó là có khán giả cũng qua ủng hộ em. Và hầu như là khán giả cũng ủng hộ em nhiệt tình. Nhưng mà ở đây thì em không biết là khán giả của bên chị già Kali qua đăng ký của em là bao nhiêu, nhưng mà sau một đêm thì em thấy cũng là hơn 100 khán giả. Dù sao đi nữa thì khán giả đang lặng lẽ không bình luận, nhưng mà khi vào đăng ký kênh Phương Văn, dù xem hay là lời bình luận như thế nào góp ý, em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Dù một lần để xem, nếu như xem mà góp ý, xem mà chửi và xem mà phản biện lời Phương Văn thì Phương Văn không ngần ngại và Phương Văn tiếp đón tất cả để cho cùng với quý vị khán giả tranh luận về vấn đề này, xem đưa ra những cái hướng nào mà tốt nhất, những cái hướng nào mà ai đi sai, ai đi đúng. Còn việc đó mới lấy lại công bằng cho những người mà đang bị hại, giống như chị Hằng Kali. Và những người mà đang kêu réo và nói xấu chị Hằng cũng như là không có bằng chứng thì đến một lúc nào đó nó sẽ là vi phạm về nguyên tắc cộng đồng của YouTube, cũng như là đến một lúc nào đó thì người ta cũng phải lên tiếng nói, cũng như là một số người mà chị Hằng đã nói là họ, những mạnh thường quân rất là bức xúc về câu chuyện này và họ nói là để họ lên tiếng và họ sẽ mời luật sư vào cuộc trong vấn đề này. Nhưng mà trước đây chị Hằng có chia sẻ là chị Hằng là cản không cho, nói thôi làm việc gì thì cộng đồng mạng, mạnh thường quân và khán giả cũng biết hết, cho nên chị Hằng không có thư kiện hay là tham gia về vấn đề đó. Nhưng mà có một nhóm khán giả mạnh thường quân, nhà hảo tâm, người ta vô cùng bức xúc về câu chuyện này, cho nên họ tự động đứng ra tự nguyện để mời luật sư về vấn đề đó để lấy lại công bằng cho chị Hằng. Đó là hôm trước chị Hằng có chia sẻ trong cái video của mình. Mà tới ngày hôm nay thì quý vị khán giả đã ủng hộ chị Hằng, thương yêu, và hầu như là cái số phần trăm mà lấy lại công bằng cho chị Hằng là rất là nhiều, cũng nhờ quý vị khán giả đó. Chứ nếu mà không có quý vị khán giả phản ứng mạnh như thế này thì ở phía bên kia chị Đại trong cái nhóm Tứ Đại Mỹ Nhoi đó là còn không phải dạng vừa đâu, phải còn lên tiếng và còn muốn đạp đổ, lật đổ luôn chị Hằng, chứ không phải dạng vừa đâu. Tại vì giống như Phương Văn nè, một số kênh khác mà góp lên tiếng nói cộng đồng cũng như phân tích về vấn đề này thì họ sẵn sàng nhắn tin, gọi điện thoại, họ cũng làm cho tới bến luôn đó. Nhưng mà không ngờ có cái sự thương yêu của cộng đồng mạng trên toàn thế giới quá mạnh, cho nên là họ từ từ họ mới lắng động, họ rút lui và họ lên minh oan là họ không làm như vậy ABC. Nhưng mà không ai tin quý vị khán giả. Và khi chị Đại đã lên tiếng thì nhiều khán giả cũng nhận định ra rằng là chị bao nhiêu tuổi rồi, chị bao nhiêu tuổi đời rồi mà bị đưa người ta vào chồng. Người chị Đại không đưa người khác vào chồng thì thôi, chứ ai mà đưa được chị Đại vào chồng. Và chị đâu phải dạng vừa đâu mà ai mà dụ dỗ chị.
Bây giờ thực sự chị lên chị nói để minh oan cho bản thân mình là mình là người bị nạn, người là bị đạo diễn đưa vào chồng, bị dụ tới đó, không có phải là tự động mà lên video. Khi mà tới đó trời ơi, mình lớn rồi, mình đâu phải mình nhỏ đâu. Mình phải có quyết định và mình phải biết cái câu chuyện đó là nên chia sẻ hay là không. Mình lên đó trời ơi, được đạo diễn quay phim vui quá, lên chia sẻ tứ lung tung hết. Nào là cái việc mà cho các cô chị hàng, nào là có người hăm dọa cho ba cháu ngoại cho với con chị này kia kia nọ, đe dọa, rồi quay lại cái video để làm bằng chứng này kia nọ. Trời, nghĩ là sao vậy? Thì đúng là già mà dại thiệt luôn quý vị khán giả. Bởi vì già mà dại, sau khi mà lên cái video rồi đó, những cái bằng chứng cứ không có, ai đâu hù dọa mình, ai đâu mà hù dọa, ai đâu mà làm gì hại tới trẻ em và con của chị Đại đâu. Nói không có cái bằng chứng cứ gì mà chỉ cần báo cảnh sát cái nó tới nó hốt chị Đại lên liền đó. Cho nên sợ bay về nhanh nhanh, chứ không thôi ở bên đó mà còn dễ sống nữa thì trước sau gì cũng là lên cảnh sát. Kêu Cường đưa lên cảnh sát ha. Đó, ít kêu Cường đi lên cảnh sát trước về chứ, tại vì cảnh sát thế nào cũng hốt, nói lung tung không có bằng chứng cứ mà nói những cái điều mà bất bình thường không à. Mà luật ở Mỹ đó, nói thì phải có chứng cứ, tin nhắn, bằng chứng, video call hoặc là những cái ghi âm nào, những cái hình thức nào mà có bằng chứng liên quan tới cái việc mà hăm dọa trẻ em và hăm dọa con của chị đâu. Chị đưa ra đi. Đó, nội nhiêu đó thôi là đã thấy là cái sự mà sắp đặt rõ ràng chưa. Nói vô căn cứ có nghĩa là bịa chuyện, nói vậy thôi để vu khống cho người khác vậy thôi. Mà những cái chuyện vu khống là không phải vừa nha. Đến cảnh sát Mỹ rồi cho thấy cái cảnh. Đó. Cho nên những cái việc mà liên quan tới chị Hằng Kali á, thì chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đã hiểu hết rồi. Không còn gì để minh chứng nữa, minh oan gì hết trơn á, minh bạch công khai gì. Tới giờ, bây giờ khán giả nói trăm ngàn lần khán giả cũng không có tin nổi chị Đại đâu. Cho nên bây giờ cố gắng là kêu gọi cộng đồng mạng và cố đưa ra những cái lời gọi là nhẹ nhàng. Giờ không ai tin nữa đâu. Giống như là chị Đại nói giờ khuyên Cường á, thôi đừng lên YouTube nữa. Khán giả có chửi mắng gì thì tùy khán giả. Không sao đâu, đừng có lên tiếng nữa. Em hãy nghe lời chị đi và nín đi. Đó, sau khi cộng đồng mạng mà phản ứng dữ dội đó nha, mấy là đồng bọn mấy rút lui á, chứ không thôi là không đơn giản vậy đâu nha quý vị khán giả. Không đơn giản chút nào đâu. Nếu như mà khán giả không lên tiếng, không phản ứng như thế này thì họ còn làm tới bến nữa, để cho chị Hằng là te tua khóc trong nước mắt luôn đó, khóc như mưa luôn đó quý vị khán giả. Chứ không phải đơn giản đâu. Con người thâm và sân si thì không bao giờ họ bỏ cuộc. Họ làm hết lần này tới lần khác đó quý vị khán giả. Phương Văn trước có nói này về chia sẻ một cái phân tích về cái câu chuyện của Alex, của anh Alex với chị đạo diễn. Thì trong cái video tiếp theo để Phương Văn rảnh và Phương Văn sẽ phân tích cái câu chuyện đó cùng với quý vị khán giả. Hôm nay thì nói về chị Thủy cũng mọi việc cũng sự rõ ràng hết rồi ha. Không phải là chị Thủy mà tự động gọi tới với chị Đại đâu, không phải là người hâm mộ gì đâu, mà họ muốn đưa chị Thủy vào cuộc, để đó là một nhân vật của chị Hằng trước đây giúp đỡ, cũng như là em Cường vậy đó. Họ níu kéo từng người một vào cái câu chuyện của họ, để họ là nói xấu chị Hằng và hạ uy tín chị Hằng trên toàn thế giới mà thôi. Thôi thì Phương Văn hôm nay xin phép dừng lại video ở đây. Mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ kênh Phương Văn Official cũng như là kênh Người Trong Cuộc, để quý bà con cùng với Phương Văn có cái nơi bình luận, trò chuyện và phân tích một vấn đề nào đó. Một lần nữa Phương Văn cúi đầu xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.